Chào mọi người. Thời chưa vô. Chào mọi người, mọi người ơi, mọi người ơi. Hôm nay mình có điều muốn chia sẻ với mọi người đây. Chào Nguyễn Tường Vi. Vi ơi, sao rồi? Vi suy nghĩ sao rồi Vi ơi? Chào mọi người, hôm nay mình có điều muốn chia sẻ. Mình có những cái chương trình mới. Mình có một vài cái ưu đãi cho các bạn đây. Để mọi người lên đông đông chút ha. Dạ, chào cô Thúy. Mọi người ơi, hôm nay á là mình có nhận được hai cái câu hỏi. Mà hai cái câu hỏi này mình mong muốn được chia sẻ với các bạn, để các bạn hiểu hơn về những cái chương trình học tại Tigon, để hiểu hơn cái cách mà các bạn đăng ký học. Chào Yên Nguyên, chào Nhật. Lâu quá mới thấy Nhật. Mọi người biết sao không? Trong hôm nay, chiều hôm nay á, là mình trưa nay mình có nhận được một cái thông tin từ một cái bạn nữ, tức là bạn muốn học ở Tigon và bạn gửi cho mình khá là nhiều mẫu của một cái người dạy cắm hoa khác, tức là bạn đã tải một số hình về từ một cái trang khác, từ một cái người dạy khác và bạn gửi cho mình. Bạn nói là chị ơi, bên chị có dạy những cái mẫu này hay không? Thì sau khi mình coi mẫu á, thì mình mới trả lời là bên chị dạy là cái chương trình dạy cắm hoa để mở shop, chứ không phải là dạy theo mẫu. Chương trình của chị là học để mở shop, không phải dạy theo mẫu. Do đó mà mình sẽ không dạy theo cái chương trình, không có dạy theo những cái mẫu mà bạn gửi qua cho mình được. Mình không có dạy như vậy. Tức là cái chương trình của mình là một cái chương trình xuyên suốt, và học là học một tháng. Và cái chương trình mình thật ra nó giống như là huấn luyện á, huấn luyện để mở shop, chứ không phải chị học cắm hoa. Tức là trong cái chương trình của mình nó có hai chương trình khác biệt. Một chương trình là cắm hoa, học cắm hoa. Một chương trình là huấn luyện để mở shop. Nó là hai chương trình chung với ghép với nhau để làm một cái chương trình tại Tigon. Và học ở chỗ mình nó rất khác ở những chỗ khác. Nó khác ở chỗ nào? Chào Quốc Bảo, chào Quang Huy. Tức là khi mà học cắm hoa ở chỗ mình á, thì ngoài cái việc học cắm hoa, các bạn còn được học cái cách để các bạn mở shop. Các bạn được học các cái kỹ năng như là bán hàng, giao hàng, rồi các cái kỹ năng nhận đơn hàng, đi chợ, đi mua hàng, rất là nhiều thứ. Do vậy mà khi mà mình hỏi bạn là muốn mở shop hay là bạn muốn học cắm hoa để trở thành thợ, hoặc là muốn học cắm hoa cho biết, thì bạn này là muốn học để mở shop nhưng mà muốn mình dạy theo những cái mẫu như vậy, thì bên mình lại không dạy theo cái chương trình như vậy. Thật sự mà nói là khi mà mở những cái khóa học và khóa dạy cắm hoa, thì bên mình có rất nhiều những cái khách hàng người ta yêu cầu. Ví dụ như là có những người họ muốn mình đến nhà dạy cho người nhà của họ cắm hoa, để khi họ mua hoa về nhà chân thì họ, những cái người ở nhà người ta biết cách cắm. Hoặc là có những bạn là muốn học để cắm hoa ở nhà chơi, hoặc là có những cái shop hoa khác họ muốn mời bên mình xuống để dạy cho nhân viên của họ, huấn luyện cho nhân viên của họ để nhân viên của họ làm tốt hơn. Nhưng mà bản thân mình thì mình đang là vừa kinh doanh vừa dạy, do đó mình không có thể đáp ứng hết những cái nhu cầu đó. Và cái mục tiêu của mình mong muốn đó là dạy cắm hoa để mở shop, để mình giúp những cái bạn mà muốn mở shop thực hiện cái ước mơ mở một cái shop hoa. Và mình cũng là cái nơi sẽ là cung cấp nhân sự cho những cái shop hoa khác. Tại vì bản thân khi mà mình trải qua rồi, mình biết rằng cái việc mà học cắm hoa sau một tháng, các bạn chưa thể gọi là cứng tay nghề được. Các bạn cố gắng lắm là các bạn cũng biết thiết kế hoa nhanh, tốt, nhưng mà gọi là xuất sắc thì chưa được. Do đó mà mình vẫn mong muốn các bạn có một cái kế hoạch, đó là sau khi học xong các bạn đi thực tập ở một cái shop hoa nào đó, để mình học cái cách mình vận hành cái cốc, mình thiết kế nhanh để nâng cao tay nghề rồi mới mở tiệm. Do vậy mà mình muốn một nơi Tigon là một cái nơi để kết nối những cái shop hoa khác. Họ cần người, họ cần thợ cắm hoa, mình sẽ là cái nơi cung cấp, mình sẽ là cái nơi định hướng cho các bạn làm cho tốt khi mà các bạn cần. Do vậy mà mình không có những cái chương trình ví dụ như là gửi mẫu qua bắt mình dạy theo như vậy. Nếu mà bạn nói bạn muốn là mình dạy một kèm một thì cái phí của mình á sẽ rất rất là cao.
và mình thì không có muốn tập trung vào cái ngách đó. Mình chỉ muốn tập trung ở cái mảng là các bạn đến đây, các bạn học, các bạn trải nghiệm tại Tigon, được không ạ? À, mình ngồi ra em chào chị, chào Nguyễn Trung, chào chị Thơ. Thì khi mà các bạn muốn học cắm hoa để mở shop thì các bạn nên chọn những cái shop hoa như thế nào, các bạn chọn những cái nơi nào để các bạn gửi gắm cái nguyện vọng của mình vào trong đó, phải không ạ? Mình sẽ hướng dẫn hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách là các bạn tìm một cái chỗ để các bạn học cắm hoa, mà học cắm hoa chuyên về mở shop, được không? À, khi mà các bạn muốn tìm một cái nơi để các bạn học cắm hoa mở shop thì nó khác với một cái nơi học cho biết, hoặc là khi các bạn đã biết hoa qua về hoa rồi, các bạn đã từng thiết kế hoa, thì khi các bạn muốn nâng cao tay nghề, các bạn sẽ học ở những cái chỗ nào? Thì cái chỗ đó nó rất là nhiều chỗ, ví như là nhà văn hóa, hoặc là có một vài bạn mà thờ cắm hoa họ dạy riêng, họ dạy nâng cao. Những cái bạn mà thật sự rất là giỏi á, những cái người ta đã thi nước ngoài, ta đi qua nước ngoài ta thi, thì có những bạn thờ cắm hoa nhưng rất là giỏi. Thì ví như các bạn muốn nâng cao tay nghề, các bạn có thể học ở đó. Nhưng mà cái khóa của mình là học cắm hoa để mở shop. Thì khi mà các bạn tìm một cái shop hoa để mở shop, học để mở shop, thì các bạn tìm như thế nào? Thứ nhất là bạn nên, trước đây mình có chia sẻ với các bạn một cái bài, đó là tại sao các bạn nên học cắm hoa ở một shop hoa rồi, đúng không ạ? Thì cái bước đầu tiên khi mà các bạn muốn tìm một cái chỗ để học cắm hoa mở shop thì các bạn nên tìm hiểu một vài cái shop hoa mà shop hoa đó họ có cái chương trình dạy cắm hoa. Tức là có nhiều shop á, họ kinh doanh rất là thành công và họ không có chương trình dạy cắm hoa thì mình xin vào đó học cũng không được. Tức là mình phải tìm hiểu những cái shop hoa nào họ kinh doanh tốt, họ có cái chương trình dạy cắm hoa thì mình tìm hiểu, một vài shop ở đó. Có thể là gần nhà, có thể là xa, nhưng mà cái shop đó phải có chương trình dạy cắm hoa là trước tiên đã, được không? Rồi, tiếp theo là khi mình biết được cái chỗ đó, cái shop hoa đó có dạy cắm hoa, thì tiếp theo bạn phải coi thử là cái chương trình học họ dạy như thế nào. Cái chương trình học họ dạy như thế nào, những cái môn mà họ học á, có thể ứng dụng cao hay không, được không ạ? Các bạn phải coi qua cái, khi mà bạn tìm hiểu được vài cái shop hoa người ta có cái chương trình dạy cắm hoa thì bạn phải coi thử là cái chương trình học ở đó nó có phù hợp với mình hay không, cái thời gian, cái cách thiết kế chương trình nó có học được hay không, nó có mang lại cho bạn nhiều cái lợi ích, nhiều cái cơ hội để học hay không. Tiếp theo là khi bạn tìm hiểu được rồi, bạn biết cái shop đó nó có dạy cắm hoa rồi, cái chương trình học á cũng ok, vậy thì tiếp theo là gì ạ? Các bạn phải lên trên Facebook, các bạn lên website, các bạn lên kênh YouTube của cái shop đó, bạn tìm hiểu xem, là cái trên Facebook những cái thiết kế của bạn đó, những cái thiết kế của cái shop đó, rồi website của họ, cái phong cách thiết kế của họ có phải là cái phong cách mình muốn hướng đến hay không? Ví dụ như là có một vài shop ở ngoài chợ Hồ Thị Kỷ họ vẫn dạy cắm hoa thì họ dạy theo phong cách truyền thống. Còn ví dụ như bên mình là dạy phong cách hiện đại. Đó, thì mình phải coi thử cái phong cách thiết kế của cái shop đó nó có, mình có mong muốn, mình có thích không? Thì lúc đó mình hẳn quan tâm. Được không ạ? Mình phải coi được cái phong cách shop đó. Thì cái phong cách shop đó mình có thể coi ở đâu? Qua Facebook. Hiện nay Facebook là một cái kênh mà hầu hết shop hoa nào họ muốn kinh doanh họ đều có cái kênh, cái trang ở trên đó. Thì mình lên trên Facebook mình tìm hiểu, hoặc là mình có thể tìm trên Google cái tên của cái shop đó và mình vào trong website của họ để mình coi thử là cái phong cách của họ có ok hay không, mình có thích cái phong cách như vậy hay không. Hoặc là trên YouTube cũng vậy. Như hiện nay shop hoa Tigon thì mình có thể tìm mình rất là dễ dàng. Các bạn lên trên Facebook các bạn tìm shop hoa Tigon. Cái chữ mà Tigon màu hồng mà nó có làm một cái nét riêng á thì đó là Tigon quận 2. Rồi mình có website shophoatigon.com, shophoatigon.vn. Rồi trên YouTube mình cũng có cái kênh ở trên đó là shophoatigon. Ra rất nhiều những cái video của bên mình chia sẻ. Chào anh An. Dạ rồi. Thì sau khi mình có được cái thông tin về cái shop đó thì mình phải tìm hiểu thêm. Mình phải tìm hiểu thêm một vài cái điều nữa, đó là cái uy tín của cái shop hoa đó. Tức là mình phải xem những cái đánh giá của khách hàng.
mình phải coi thử đánh giá của khách hàng về cái shop hoa đó nó có tốt hay không. Có những cái shop hoa mà khi bạn lên mà đọc những cái đánh giá comment á, trời ơi, khách hàng người ta fan tiền rất là nhiều luôn. Do vậy mình phải vào mình xem thử là cái đánh giá khách quan của khách hàng họ đánh giá về cái shop hoa này như thế nào. Em chào anh Tuấn. Dạ, em chào anh Tuấn, lâu quá em chào anh đó. Thì mình phải xem kiểu cái shop hoa đó là họ có uy tín với khách hàng hay không, họ mở được bao nhiêu lâu rồi. Tại vì trong cái việc mà cắm hoa, học cắm hoa để mở shop, tức là sau khi các bạn mở xong mình cần những cái sự hỗ trợ từ cái shop hoa đó nữa. Ví dụ như là một cái shop hoa mới mở, một cái shop hoa mới mở chưa đầy một năm, họ bán chưa có nhiều hàng, uy tín họ mình cũng chưa thấy rõ. Thì khi mình học ở đó, ví dụ như sau này mình mở tiền, mình cần sự hỗ trợ của cái shop đó. Nhiều khi cái shop đó đóng cửa mất tiêu rồi, hoặc là họ chưa bán nhiều, họ chưa va chạm nhiều, cho họ không thể giúp mình giải quyết những cái thắc mắc gì của khách hàng. Hoặc là khi mình khó khăn trong cái việc tìm nguồn hàng, khó khăn trong cái việc mà quản lý nhân sự, thì họ chưa mở lâu, họ chưa có kinh nghiệm, cho họ không thể giúp mình được. Như vậy mà bạn phải tìm một cái shop hoa nào họ có, ngoài cái việc có uy tín, họ tồn lại rất là lâu rồi, và họ phải là một người sẵn sàng chia sẻ nữa, được không ạ? Đó, nhân viên họ đông thì những cái vấn đề về nhân sự họ nhiều, thì họ cái trường hợp nào họ cũng gặp rồi. Thì khi mà mình có vấn đề gì họ sẵn sàng giúp mình, được không mọi người? Đó là cái lý do mà mình nghĩ là các bạn phải học tại một cái shop hoa khi mà các bạn muốn mở shop ha. Rồi, tìm hiểu về cái phong cách lãnh đạo và cái môi trường làm việc của họ. Cái này nó là một trong những cái điều khá là quan trọng. Tại vì khi các bạn học ở trong shop á, là cái việc mà mình giao lưu, mình đồng chạm với những cái bạn khác, đó là đương nhiên. Một cái shop hoa khi mình bước vào, nếu mà bạn muốn tìm hiểu về cái này thì bạn phải tới shop. Bạn nên tới shop, một nơi học để mình gửi gắm cả tháng trời, gác mòi công việc vào để mình tới đó mình học, bỏ rất nhiều tiền, nhiều của mình vào ở trong đó học. Thì mình phải tới cái shop đó, mình phải dành thời gian tới cái shop đó để mình coi họ hoạt động như thế nào, nhân viên họ được huấn luyện ra sao. Ví dụ như bạn vào một cái shop ha, bạn định học cái shop của Tigon, nhưng mà bạn vào Tigon, nhân viên chẳng ai muốn tiếp bạn hết. Rồi bạn hỏi cái gì thì người ta trả lời cái đó, người ta không có welcome bạn, hoặc là người ta không có hồ hởi nhiệt tình gì cả. Thì tự nhiên mình cảm thấy trời ơi, ở trong này mình chịu được một tháng trời, mình có chịu nổi hay không, mình có học được nhiều từ những cái người khác hay không. Do vậy mà khi bạn muốn học cắm hoa đâu, bạn nên dành thời gian tới đó, tới cái shop hoa đó, để mình coi thử nhân viên ở trong đó hoạt động như thế nào, cái cách họ bán hàng như thế nào, cái cách nhân viên nói về chủ của họ như thế nào. Thì từ đó mình có cái việc mà mình quyết định nó sẽ dễ dàng hơn, phải không các bạn, phải không ạ? Đó, tại vì thật sự là có nhiều bạn á, họ muốn dạy mình dạy online cũng rất là khó, mình cũng đã có chia sẻ với các bạn rồi. Rồi có nhiều bạn muốn mình dạy trong một thời gian rất là ngắn, mình cũng không có chịu. Tại vì á, cái chương trình dạy cắm hoa để mở shop là khi các bạn mở shop, các bạn phải chịu trách nhiệm rất nhiều thứ, các bạn bỏ ra rất nhiều tiền, các bạn bỏ ra tâm huyết, các bạn bỏ ra cái niềm tin về chiến thắng của mình. Do vậy mà nếu các bạn học quá nhanh, mình không theo các bạn được, hoặc là khi mà các bạn học quá nhanh, các bạn không luyện tập được, thì cái việc mà học thành công nó sẽ rất là khó. Do vậy mà cái việc mà tìm được một nơi để mình học, một cái nơi để đồng hành cho từ đây cho đến về sau khi mà mình mở shop luôn, nó là một cái điều cực kỳ quan trọng. Do vậy mà mình muốn các bạn dành thời gian để tìm hiểu cái chỗ mình học rất là kỹ. Tại vì khi bạn bỏ một số tiền ra học ở Tigon rồi, hoặc là bỏ tiền ra học ở một chỗ khác rồi, thì cái cơ hội để mình học thêm nữa rất là khó, tại vì rất là nhiều tiền và tốn thời gian nữa. Do đó mà mình muốn các bạn phải tìm hiểu rất là kỹ. Do vậy hôm nay mình chia sẻ để các bạn có cái hướng mình tìm một cái nơi mình học. Như ở Bắc Giang là có chị Hoa Tươi Cát Tường, đó là cái chị mà cổng cưới rồng, chị Thanh cổng cưới rồng Phượng á, cũng có dạy cắm hoa và chị chuyên về rồng Phượng rất là tốt luôn. Hoặc là ở Bắc Ninh thì có anh Phan Tuấn Julie, cũng là cái nơi để đào tạo cắm hoa để mở shop. Và shop anh cũng là một trong những cái shop mà mình thấy phong cách thiết kế rất là đẹp. Các bạn nên tới những cái shop như vậy để các bạn tìm hiểu về cái shop đó, để các bạn quyết định cái việc học nó dễ hơn. Dạ rồi,
Rồi khi mà các bạn tìm hiểu cái phong cách lãnh đạo rồi xong á, thì mình khuyên các bạn là nên tham gia, nên đến cái shop đó. Cái đầu tiên các bạn tới shop đó để các bạn coi thử cái môi trường hoạt động nó như thế nào. Các bạn phải gặp được cái người chủ ở trong đó. Để làm sao ạ? Để các bạn nhìn vào họ, các bạn thấy họ, coi nghe những cái gì họ nói, mắt mình nhìn những cái gì mình cần nhìn, để mình có thể biết được cái việc học ở đây nó có xứng đáng với cái đồng tiền của mình hay không. Hoặc là mình sẽ có những cái chương trình cho các bạn học miễn phí. Tức là mình muốn mời các bạn trước khi các bạn học, các bạn hãy chọn 3 shop đi, ví dụ như là 3 shop, thì các bạn nên đến những cái shop đó, mình xin học một cái buổi, để gọi là mình tham gia vào cái buổi đó, để mình coi thử cái người thầy dạy, cái người giáo viên dạy trong đó, họ dạy có dễ hiểu hay không, hoặc là cái những cái học viên đang học ở cái lớp đó, họ có tiếp thu tốt hay không, hoặc là cái cách dạy nó có ổn hay không, nó có dễ hiểu hay không. Đó, thì khi mình tham gia vào, đó là một cái một buổi test của bản thân mình. Để khi mà các bạn quyết định rồi, các bạn về nhà, các bạn suy nghĩ kỹ, các bạn đi thêm một vài shop nữa, các bạn học thêm một vài cái shop nữa. Đó, mình xin vào, mình học, mình tham gia vào một cái buổi dạy, thì mình cái việc đưa ra quyết định nó sẽ chính xác hơn. Mình vẫn mong muốn là các bạn đến cái shop Artigon, các bạn tham gia vào một cái buổi học của các bạn, để các bạn quyết định nó đúng hơn. Và mình vẫn muốn các bạn là hãy tham khảo thêm một vài shop nữa, một vài shop mà bạn đã lọc ra từ rất nhiều cái chương trình. Các bạn phải tham khảo những chỗ khác để sao ạ? Để khi các bạn quyết định học ở chỗ nào rồi thì các bạn yên tâm học ở chỗ đó. Có nhiều bạn là do quyết định quá nhanh, chưa tìm hiểu kỹ, nên khi học ở chỗ mình rồi, nghe một vài bạn khác nói ôi trời, tao học ở chỗ kia rẻ hơn, rồi tao học ở cái chỗ kia học thời gian ngắn hơn, hoặc là chỗ kia học thời gian dài hơn, tự nhiên mình bắt đầu lo, muốn biết trời ơi sao khi mà mình chưa tham gia, mình chưa tìm hiểu thì mình muốn biết là trời, không biết là cái shop đó họ dạy có tốt hơn chỗ này hay không. Mình cứ đắn đo, mình suy nghĩ, nó làm cho mình không tập trung vào cái việc học được. Do vậy khi các bạn đã tìm hiểu kỹ rồi, các bạn tìm hiểu, các bạn qua một vài shop khác để mình tìm hiểu rồi, thì khi mình quyết định học chỗ nào rồi, có ai nói ra nói vô gì nữa, thôi thì mày ơi, tao đã tìm hiểu kỹ rồi, chỗ này là cái chỗ tốt nhất tao chọn rồi, như vậy thì á, bạn mới có thể tập trung vào học được, đúng không ạ? Đó. Thúy Phạm, hello em. Chào mọi người, tại vì mình giống như mình đang theo cái mặt mình chia sẻ và mình không chào mọi người được. Đó. Mình tiếp tục ha. Đó, thì đó là cái lý do mà hiện nay Tigon, em mọi người chờ một chút xíu. Mọi người ơi, có cái bạn nào có cái chương trình học không, bữa chị gửi cho mọi người không? Cái lịch học á. Cho chị mình đấy. Mọi người chờ mình một chút xíu nha. Rồi, mình cảm ơn nha bạn. Thì trong những cái buổi thực hành là mình muốn mời các bạn đến tham gia, mời các bạn tới học thử một buổi tại cái chương trình của Tigon. Cái chương trình Tigon học từ 6 giờ tối tới 9 giờ tối. Và mình muốn các bạn tới vào những cái buổi thực hành của những cái học viên á. Tại vì vào những cái buổi thực hành là cái ngày mà các bạn có thể thấy được là sau khi nghe lý thuyết, các bạn học viên đã tiếp thu được những gì. Các bạn đã dùng những cái kiến thức mình đã nghe từ hôm trước vận dụng vào trong cái tác phẩm của mình ra sao. Rồi các bạn sẽ thấy được là các cái học viên người ta góp ý lẫn nhau, người ta nhận xét lẫn nhau để người ta tìm ra được những cái lỗi của nhau. Các bạn thấy, các bạn biết vì sao cả mình và giáo viên đều bắt các bạn phải nhận xét lẫn nhau không ạ? Khi chúng ta có một cái kiến thức rồi, chúng ta có một cái nhìn tổng quát, chúng ta nhìn vào tác phẩm người khác, chúng ta nhận ra được cái lỗi sai của họ, thì sau này các bạn có thể dùng để huấn luyện nhân viên của mình, phải không ạ? Khi mà nhân viên mình làm sai, mình nhìn qua, mình biết là chỗ này chưa đẹp, chỗ kia chưa đẹp, em làm như vậy chưa đúng ý chị, thì chúng ta có thể chỉnh lại, chúng ta có thể hướng dẫn lại các bạn để các bạn chỉnh sửa lại theo cái ý mình được không ạ? Đó, tức là khi mà chúng ta tập trong lớp, chúng ta đã nhận xét lẫn nhau, thì khi sau này khi các bạn mở shop, các bạn có nhân viên, các bạn tuyển những cái người thợ cắm hoa vào, thì có thể họ không giống cái phong cách của mình phải góp ý từ từ, và những cái góp ý của mình nó phải đúng thì nhân viên mình nó mới nghe, đúng không ạ? Do vậy mà ở cái chương trình học của mình muốn là các học viên người ta nhận xét lẫn nhau, sau đó giáo viên mới là người nhận xét cuối cùng.
và người giáo viên là họ sẽ nhận xét cái tác phẩm trên cái cương vị của bạn, bạn phải cần chỉnh sửa như thế nào, tổng thể như thế nào, được không ạ? Đó thì cái việc mà tới một cái shop để mình tìm hiểu, mình học thử để mình biết được là một cái chương trình nó dạy như thế nào, các bạn tiếp thu ra sao, thì cái việc quyết định của mình nó đúng hơn. Đó, đó là cái lý do mà các bạn quan tâm tới cái khóa học cắm hoa mở shop tại Tigon. Thì các bạn có thể đăng ký tham gia học thử tại Tigon vào những cái ngày mà thực hành. Ví dụ như là hôm nay chúng ta là ngày 15 đúng không ạ? Thì ngày 16, ngày 17 là các bạn có thể tham gia để học thử. Ngày 19 và ngày 22 là các bạn có thể tham gia học thử. Ngày 24 và ngày 25 tháng 7 các bạn cũng có thể tham gia học thử. Rồi ngày 29 các bạn cũng có thể tham gia học thử. Mình sẽ gửi cái chương trình các bạn có thể tham gia học thử để các bạn theo dõi ha. Các bạn đang lăn tăn không biết là Tigon đang dạy như thế nào thì các bạn nên dành thời gian tới Tigon tham gia một buổi. Cái buổi này hoàn toàn miễn phí, tất cả những cái thông tin nào cần quan tâm tới cái khóa học các bạn có thể ghi lại và hỏi mình, rồi sau đó các bạn tham gia vào cái lớp dạy cắm hoa để các bạn coi thử là nó có phù hợp với cái nhu cầu của mình hay không. Chúng ta khi học cắm hoa bỏ ra một số tiền rất là lớn để chúng ta học, chúng ta đầu tư thời gian vào trong đó, chúng ta đầu tư cái mối quan hệ của mình vào trong đó. Tại vì nếu mà các bạn học ở đâu thì sau này cái shop đó nó sẽ đồng hành với bạn trong một thời gian rất là dài. Do đó các bạn hãy tìm hiểu kỹ một chút, chúng ta hãy bỏ cái thời gian của mình ra để chúng ta tìm hiểu kỹ một chút, được không ạ? Dạ em chào anh Dương, chào Vinh. Dạ rồi. Thì vào cái ngày mà cuối khóa mình có một cái buổi biểu diễn cắm hoa, các bạn cũng có thể đến đó để xem, để xem rằng là các bạn học viên sau một tháng học tại Tibon các bạn làm được cái gì. Rất nhiều người muốn biết, là có nhiều người họ nói với mình là một tháng học được cái gì đâu em. Bên chị mà bên chị mà nhân viên một tháng vô, họ mới gọi là làm quen với công việc thôi, họ đã làm việc được gì đâu, đúng không? Vậy thì những cái thắc mắc của các bạn, những cái thắc mắc của các bạn hãy để thực tế nó giải quyết, nó trả lời bằng cách là tới học. Các bạn tới học thử đi, đâu có tính tiền đâu, mà nó làm cho cái quyết định của mình nó đúng hơn nữa, thì các bạn cứ tới để tham gia vào học. Rồi ngoài ra, ngoài cái việc học cắm hoa tại Tigon, các bạn còn được thực tập và các bạn còn được hướng dẫn, các bạn còn được hướng dẫn cái cách bán hàng, cái cách giao hàng, cái cách đi chợ. Đó, tức là ngoài cái việc học cắm hoa, các bạn còn được học những cái kỹ năng đó nữa. Và những cái kỹ năng đó là những cái kỹ năng mà các bạn có thể dùng để áp dụng cho nhân viên mình sau này. Các bạn sẽ đào tạo cho nhân viên mình sau này, các bạn sẽ định hướng được trong công việc cái nào quan trọng, cái nào không quan trọng. Mình hiểu rõ công việc của mình để mình giúp nhân viên mình, được không ạ? Đó, thì hôm nay mình có mời một cái bạn học viên. Bạn này là một học viên của Tigon. Và mình thề với các bạn là mình không hề sắp xếp bất cứ một cái gì từ nội dung em ơi em phải nói như thế này giùm chị hò, mình không sắp xếp. Mình muốn nghe những cái cảm nhận thật trực tiếp từ các bạn. Để ví dụ như các bạn chưa hài lòng ở chỗ nào, hoặc là các bạn cần góp ý cho chương trình của Tigon, mình sẵn sàng lắng nghe. Và mình muốn luôn các bạn có thể biết được cái chương trình của Tigon học như thế nào. Thì chiều nay mình mới hướng dẫn cho các bạn cái cách để học và cái cách để mình bán hàng cho cái khách mà người ta tới cửa hàng mình mua và đi tặng. Rồi cái cách để các bạn bán cho những cái khách hàng người ta mua về chân. Rồi cái cách mà các bạn bán cho những cái người người ta mua đi tặng và người ta tự mang về, được không ạ? Thì bây giờ mình mời mọi người giao lưu với bạn Phi, là một trong những cái học viên đang học tại tháng 7. Và bạn là một trong những học viên khá là giỏi. Và chiều nay bạn mới học bán hàng. Thì mình mời bạn chia sẻ là bạn cảm nhận như thế nào về cái chương trình thực tập tại Tigon. Tức là các bạn mà học cắm hoa tại Tigon á, thì buổi chiều từ 1 giờ rưỡi cho tới 5 giờ là các bạn thực tập tại shop. Khi có đơn hàng các bạn sẽ thực hành đơn hàng, khi có khách hàng thì các bạn nhảy ra các bạn bán luôn. Tức là mình đã hướng dẫn cho các bạn cái cách để bán hàng rồi, thì những tất cả những cái mình hướng dẫn các bạn đều có thể áp dụng vào trong cái chương trình, trong cái việc mà bán hàng cho mình. Cho đó là tại Tigon các bạn được hỗ trợ để khách hàng tới, các bạn có thể đứng ra bán, các bạn có thể đứng ra tư vấn và thực hiện đơn hàng luôn.
Thì mình mời các bạn giao lưu với bạn Phi nhé. Rồi, này, đây là bạn Phi. Giới thiệu với mọi người, đây là bạn Phi. Phi là một cái người mà trước đây mình gặp tại chợ Hồ Thị Kỷ. Tức là Phi là một cái người mà hay mua hoa để đi cắm chùa. Và khi mà gặp mình ở trên Facebook và YouTube thì chị em mình gặp nhau ngoài chợ. Và cơ duyên đến khi mà bạn Phi đến với Tigon để học cái chương trình cắm hoa mở shop. Phi thì đã tìm hiểu rất là nhiều cái chương trình, rất là nhiều cái chỗ học rồi. Và vì sao Phi quyết định học tại Tigon và những cái chương trình gọi là thực tập á, tức là buổi chiều Phi đến đây thì Phi làm được những gì và cái Phi cảm nhận như thế nào về cái chương trình này, Phi có thể chia sẻ với mọi người được không? Thời gian đầu mình cũng có thời gian đầu mình đi học á, là mình cũng có tìm hiểu một vài shop và những cái những cái chương trình mà của shop đưa ra. Thì thực tại thì mình thấy bên Tigon có những cái chương trình khá đặc biệt hơn, giống như là tạo cho mình có cái kiến thức về hoa sâu hơn. Và với cái người thầy là thầy Bá là dạy hoa, quên, nói chung là phối cấp phối màu, nói chung là từ cấp phối màu cho tới cấp bảo quản hoa, cách xử lý hoa và đến chị Trâm á, là cũng tư vấn về cách bán hàng, làm cho mình cảm thấy rất là hài lòng. Khi mà mình đến với Tigon á, mình cảm thấy có sự gì đó hòa nhập với shop dễ hơn. Và cái công việc, cái đam mê của mình nó cảm thấy bốc cháy hơn. Còn những cái chỗ khác thì đa phần thì đến mình có cái cảm giác giống như là bị cách ly giữa một người chủ và một người nhân viên hay là một người học viên mới. Nói thật sự thì mình đến mình tiếp xúc với shop và mình tiếp xúc với chị Trâm và tiếp xúc cả thầy luôn thì mình cảm thấy rất là hài lòng. Ngay cái buổi học đầu tiên thôi là mình đã quyết định là mình đăng ký luôn, mình không do dự. Tại vì mình thấy mình hài lòng cái buổi học đầu tiên và từ đó về sau thì đa phần thì nói chung là mình không bỏ buổi nào. Và hầu như là mình cảm thấy buồn khi mà không được đến shop. Còn với bản thân mình thì công việc của mình lúc chính thì mình học văn phòng, mình làm văn phòng, nhưng mà thời gian sau này mình đam mê hoa, mình cũng có tìm hiểu nhiều shop, nhưng mà mình quyết định đến với Tigon tại vì mình cảm thấy cái chương trình của Tigon rất là tuyệt vời các bạn. Nếu mà các bạn đến đây rồi thì từ chương trình học cho tới cách giảng dạy và từ cách tiếp xúc giữa học viên với chủ shop và với cả những người thầy thì mình sẽ thấy nó có một cái sự gì đó gắn kết hơn. Và trong cái công việc thì mỗi buổi chiều á là từ 1 giờ cho tới 6 giờ á là mình đến shop để được thực tập và trải nghiệm nhiều hơn, hiểu về công việc bán hoa và tiếp khách của shop. Nói chung là rất là tạo cho mình có một cái kiến thức để sau này mình mở shop mình cảm thấy nó vững vàng hơn. Rồi, tuyệt vời. Cảm ơn Phi rất là nhiều. Thôi mình nói thật là đây là những cái chia sẻ rất là thật của Phi. Mình mới nhờ Phi đây thôi chứ mình cũng không có một cái sự sắp đặt gì cả. Phi là một cái người mới tới và cảm nhận được cái chương trình của Tigon. Và cảm ơn Phi rất là nhiều vì những cái chia sẻ đó. Thì đó là cái lý do mà mình nói là cái khóa tháng 8 sắp mở rồi. Cái khóa tháng 8 là cái khóa mà một trong những cái khóa mình mong các bạn học nhất. Tại vì sau cái khóa tháng 8, đó là tháng 9, tháng 10, từ tháng 9 trở đi, tất cả mỗi tháng nó đều có những cái lễ riêng về hoa. Và nó đang gọi là mùa của hoa. Tức là nó có mùng 5 tháng 9 là khai giảng đó không ạ? Rồi có 20 tháng 10, 20 tháng 11, rồi tới Noel, rồi tới Tết Tây, rồi tới Tết Ta, 14 tháng 2, rồi 8 tháng 3. Nó là một cái chuỗi ngày lễ luôn. Do vậy mà khi các bạn học tháng 8, các bạn học tháng 8 xong, cái việc mà các bạn ra tìm việc nó cũng dễ hơn. Tại vì những cái shop lớn người ta đều cần người để chuẩn bị cho cái chuỗi lễ ngày sau đó.
Do vậy mà khi mà các bạn học tháng 8 xong, các bạn có thể ra tìm được việc dễ dàng hơn. Hoặc là nếu các bạn có điều kiện, các bạn học xong các bạn ra mở shop, thì cái việc mà mình học trong tháng 8 qua tháng 9 mình chuẩn bị và bắt đầu bán một cái chuỗi lễ đằng sau, nó mang lại một cái lợi nhuận tốt cho mình. Tại vì trong những cái ngày lễ người ta cần hoa rất là nhiều luôn. Do vậy mà cái việc mà mình mới ra, miễn là khách hàng họ có hoa họ mua, thì đó là cái cơ hội để mình kiếm được cái thu nhập, mình duy trì cái shop của mình. Cái thứ hai là cơ hội để mình tiếp xúc với khách hàng, cơ hội để khẳng định cái chất lượng của mình với khách hàng mặc dù mình mới mở ra. Chứ thường á, nếu các bạn mở trong những cái tháng khác thì khách hàng họ rất e dè, tại vì nhu cầu họ chưa cao. Cái thứ hai là mình mới mở, họ chưa tin tưởng vào khả năng của mình, do đó mà họ chỉ mua thử chút thôi. Nhưng nếu các bạn mở từ tháng 8, mở từ tháng 9 trở đi, thì cái việc họ cần hoa rất là nhiều, thì họ sẵn sàng thử, mua thử ở chỗ bạn. Lễ này mua ok quá, họ làm đẹp quá, qua lễ sau họ mua tiếp. Rồi từ từ nó tạo cho mình cái luồng khách hàng uy tín, luồng khách hàng thường xuyên. Đó, thì cái khóa tháng 8 là mình sẽ khai giảng vào ngày 1 tháng 8. Và vào ngày 1 tháng 8 mình sẽ còn có một cái buổi chia sẻ miễn phí về cái cách phối màu cho các bạn. Các bạn hãy tới tham gia. Tại vì thật ra là nếu bạn nào quan tâm, các bạn nên tới tham gia những cái buổi miễn phí như vậy. Tại vì nó không mất gì cả. Các bạn tới, các bạn xem để mình coi thử cái mình có phù hợp với cái môi trường này hay không. Từ đó mình quyết định nó dễ hơn. Mình muốn kiếm tiền, sao mà mình, các bạn muốn câu cá thì các bạn phải mua cần câu, các bạn phải mua mồi. Mình phải bỏ tiền ra mua cần câu, mua mồi các bạn mới câu được cá. Thì các bạn hãy xem chương trình Tigon là cái việc mà học cắm hoa, là cái việc các bạn bỏ tiền ra các bạn mua cần câu được không ạ? Các bạn bỏ tiền ra các bạn mua cần câu, các bạn mua mồi để mình về mình câu cá. Thì khi mà các bạn học ở Tigon rồi, các bạn học thử rồi, các bạn hãy quyết định học hay không. Các bạn hãy quyết định nhanh, các bạn hãy quyết định để làm sao học kịp trong tháng 8. Thì qua những cái tháng sau, cái việc mà mình kiếm tiền, mình lấy lại vốn nó sẽ dễ dàng hơn, được không ạ? Đó, thì tất cả các bạn học viên, các bạn nào quan tâm tới khóa học của Tigon, các bạn muốn tham gia một buổi học thử, các bạn muốn tham gia một buổi học thử tại Tigon, thì các bạn hãy đăng ký với mình. Các bạn có thể gọi điện cho mình, số điện thoại là 0903 071 041, hoặc là các bạn gọi vào hotline của Tigon ở chi nhánh 2, đó là 0907 071 041, hoặc là các bạn có thể inbox cho mình trên Facebook là Phạm Thị Hoàng Trâm. Cái hình mà mình mang cái váy trắng mình ngồi đó, thì đó, các bạn inbox cho mình. Hoặc là các bạn cũng có thể inbox vào cái trang giày cắm hoa mở shop do Tigon Flower thực hiện. Các bạn có thể inbox vào trong đó để các bạn sẽ được cung cấp những cái thời gian thực tập, những cái ngày các bạn có thể vào để tham gia vào cái buổi học các bạn nhé. Mình rất hy vọng rằng là qua cái buổi chia sẻ này, các bạn không nhất thiết phải học tại Tigon. Các bạn theo cái cách của mình, để tìm cho mình một cái shop hoa để các bạn học để mở shop. Mình nói tới nói luôn rằng là mình chỉ chuyên cắm hoa để mở shop thôi. Do vậy mà các bạn mà muốn học cắm hoa để cắm ở nhà thì các bạn có thể tới những cái trung tâm dạy cắm hoa phụ nữ, hoặc là một vài bạn mà đang là dạy những cái chương trình học ở nhà để các bạn luyện tập, các bạn học thêm. Còn mình là cái chương trình dạy cắm hoa để mở shop. Thì bây giờ mình sẽ liệt kê lại những cái lưu ý để các bạn tìm cho mình một cái nơi học lý tưởng ha. Thì thứ nhất là các bạn phải tìm hiểu một cái shop hoa nào đó mà họ có cái chương trình dạy cắm hoa để mở shop. Chứ cái shop hoa mà lớn mà họ không dạy thì mình cũng không học được ha. Cái thứ hai là mình phải xem thử là cái phong cách cắm của cái shop đó nó có phù hợp với cái nhu cầu của mình hay không. Mình có thích cái phong cách của họ hay không? Mình có muốn được như họ hay không? Mình phải tìm hiểu phong cách cắm vò thông qua những cái kênh nào ạ? Kênh Facebook, website, YouTube, được không ạ? Mình tìm hiểu họ qua cái phong cách đó. Mình biết tên shop đó rồi, bây giờ mình chỉ cần lên Google, mình search shop hoa tươi gì, tên gì đó, thì lúc đó các bạn sẽ có được cái tên shop. Các bạn vào website, các bạn vào Facebook để các bạn tìm hiểu thêm về phong cách của họ. Bước thứ ba là các bạn phải liên hệ với họ và xem cái chương trình học của họ nó như thế nào, nó có nhiều nội dung hay không. Cái chương trình của họ nó có gọi là hỗ trợ cho bạn sau khi các bạn học xong hay không, những cái chương trình đồng hành cùng các bạn hay không,
cái chương trình họ có học được nhiều hay không, và những cái thiết kế của họ có được gọi là có được có bán được hay không, được không ạ? Đó là cái bước thứ ba. Cái bước thứ tư là mình phải tìm hiểu, mình phải tìm hiểu những cái đánh giá của khách hàng, mình phải tìm hiểu những cái đánh giá của khách hàng về cái shop đó, mình coi thử cái shop đó có uy tín hay không, mở được bao nhiêu lâu rồi, để mình coi thử cái đồ, cái sự vững chắc của cái shop đó, để sau này khi mình mở shop ra mình còn cần sự hỗ trợ của họ, mà hỗ trợ về cái cách quản lý nhân sự, quản lý về bán hàng, quản lý về khách hàng, tất cả những cái tình huống mà gặp khó khăn khi mà các bạn bán hàng cho khách á, thì mình đều có thể giúp các bạn được ha. Rồi tiếp theo là mình sau khi các bạn tìm hiểu những thông tin đó rồi, các bạn nên đến shop hoa đó để mình tìm hiểu thử cái phong cách lãnh đạo, cái cách làm việc của nhân viên như thế nào, để làm gì ạ? Để mình coi thử là trong một tháng đó mình học, mình có cảm thấy thoải mái khi mà tới cái shop này hay không, hoặc là cái phong cách lãnh đạo nó có tốt hay không, nhân viên có vui vẻ, có nhiệt tình làm việc hay không. Đó là những cái mà các bạn có thể học hỏi được từ cái shop đó ha. Rồi cái cách mà nhân viên đối với khách hàng như thế nào, để sao ạ? Để các bạn biết được rằng là cái shop này họ huấn luyện nhân viên như thế nào, mà nhân viên được ạ, mình sẽ biết được cái cách chủ shop người ta huấn luyện nhân viên như thế nào, để nhân viên họ có thể bán tốt được như vậy, được không ạ? Rồi bạn nên nói với cái shop đó là cho bạn học thử một buổi, bất cứ một cái buổi nào mà họ cho phép. Thường là mình sẽ hướng các bạn tới những cái buổi thực hành, tại vì những cái buổi thực hành là những cái buổi mà khách hàng họ có thể các bạn có thể thấy được cái cách cái người giáo viên hướng dẫn họ như thế nào. Tại vì bên mình là ví dụ một bài cắm tròn nó có 3 buổi, một buổi đầu tiên là cái buổi dạy toàn buổi lý thuyết, 2 buổi sau là cái buổi thực hành, thì bạn coi thử là cái cách truyền đạt của thầy như thế nào, và các học viên người ta tiếp thu như thế nào để khi mà người ta thực hiện cái sản phẩm đó. Và sau khi mà các bạn tham gia rồi, các bạn thấy được cái cách mà bên mình tổ chức rồi, thì các bạn về các bạn hãy suy nghĩ về nó, và các bạn nên đi tham gia vào một vài cái shop nữa. Các bạn hãy gặp một vài cái shop nữa, các bạn xin vào họ để vào xem trực tiếp, coi thử là học như thế nào, rồi các bạn hãy quyết định. Mình vẫn khuyên các bạn là ngoài mình, các bạn có thể tìm hiểu thêm một vài shop, các bạn hãy thử. Các bạn hãy thử tham gia một vài shop nữa để các bạn tự tin, các bạn tập trung, các bạn yên tâm, các bạn đăng ký. Có những bạn hỏi rất là xa, như Tường Vi là ở Quảng Ngãi. Vậy thì bây giờ sắp tới Vi đang suy nghĩ có nên học ở Thiên Ngôn hay không, đúng không ạ? Thì bây giờ nếu Vi vào Vi học, Vi đóng tiền luôn, Vi đóng một cục mấy chục triệu đó, rồi Vi học mà Vi chưa tìm hiểu, Vi chưa tham gia vào Thiên Ngôn, Vi chưa biết là có nên học hay không, không biết cái chương trình Thiên Ngôn dạy như thế nào, thì chị nghĩ rằng Vi nên dành một cái ngày, các bạn vào đây bay hay gì cũng được, mình vào để mình xem, mình tham gia, mình gặp chị, gặp thầy, gặp các bạn ở đây để Vi quyết định rằng cái việc học Tigon là đúng, hoặc là cái việc mình học Tigon nó chưa ok lắm, mình phải tìm hiểu một cái shop khác. Mình nên dành thời gian bỏ vào một ngày để các bạn tìm hiểu nó đi, các bạn tham gia vào để cái việc quyết định nó đúng hơn. Tại vì sắp tới cái chương trình học mình dành một tháng lận, do đó các bạn để một ngày các bạn tìm hiểu chắc chắn, thì cái việc đó nó quyết định cái thành công của bạn sau này. Khi các bạn dành một tháng, các bạn cảm thấy cái thời gian ở đây là một thời gian rất là xứng đáng, được không ạ? Do vậy mà nếu mà được á, Vi nên vào một ngày gặp chị, gặp thầy, vào tham gia lớp để Vi cảm thấy nó tốt hơn và quyết định đúng hơn trong cái việc học cắm hoa Vi nhé. Đó, ngoài cái chỗ mình ở những cái tỉnh khác, như ở Bắc Giang thì có chị Thanh ở Cổng Cưới Đồng Phượng, có anh Tuấn Julie ở Bắc Ninh, cũng là một trong những cái trung tâm, một cái shop mà họ dạy rất là tốt. Quyết định luôn chị. Được rồi, thì nếu các bạn muốn tìm hiểu những cái thông tin về Tigon, thì về cái khóa học của mình, thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp với mình là số điện thoại 0903 071 041, hoặc là cái số hotline của Tigon 0907 071 041. Và ngoài ra các bạn có thể inbox vào trong cái trang mà dạy cắm hoa mở shop của Tigon Flower,
hoặc các bạn inbox vào trực tiếp cho mình là Phạm Thị Hoàng Trâm. Mình sẽ cố gắng trả lời tất cả những cái gì bạn thắc mắc để các bạn có thể quyết định cái việc học Cắm Hoa nó đúng hơn ha. Mình cảm ơn mọi người đã theo dõi. Mình cảm ơn bạn Phi đã sẵn sàng chia sẻ. Và sau những cái buổi học, mình sẽ nhờ những cái bạn học viên nói lên những cái cảm nghĩ của mình để cái việc mà quyết định của các bạn nó được chắc chắn hơn, nó được tốt hơn ha. Thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn các bạn ở những video lần sau. Tối nay trưa nay mình cũng hôm kia mình có nhận được một cái câu một cái tâm sự của một bạn Huyền Trang. Một bạn Huyền Trang ở trên Facebook á, bạn tâm sự với mình là: chị Trâm ơi, em mở shop được 3 tháng. Quên mất cái điện thoại đang hay chị. Mình chia sẻ sơ sơ về cái câu chuyện của bạn ha, là bạn mới mở được 3 tháng và bạn đang gặp rất nhiều khó khăn về cái nhân sự. Tức là một cái nhân viên bán hàng, một cái người mà bạn cho rằng là quan trọng nhất vừa mới nghỉ, và bạn đang rất là lo lắng, và bạn đang nhờ mình giải quyết, nhờ mình giúp bạn trong cái việc mà giải quyết cái vấn đề đó. Và thật ra tất cả những cái câu chuyện mà mình đưa ra để chia sẻ với các bạn là những cái tâm sự rất thật của những cái người mà người ta đang gặp khó khăn. Và mình cũng xin phép những cái bạn đó được chia sẻ. Tại vì ngay cả bản thân mình trong cái quá trình mình làm á, mình gặp rất nhiều khó khăn, và mình luôn muốn mình chia sẻ những cái khuyết điểm, những cái khó khăn của mình ra để những cái bạn mà họ đọc được, họ xem được cái video này, họ biết được, họ tránh những cái sai lầm đó. Mình làm trong quá trình mình 7 năm, mình gặp rất là nhiều cái sai lầm, mà có thể là do mình, có thể là do nhân viên, có thể là do khách hàng, hoặc là có thể là do những cái gọi là cái đối tượng khác. Nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cái việc của mình. Như vậy mà cái việc mà các bạn đồng ý cho mình mang câu chuyện của bạn lên chia sẻ với những người khác, đó là cả một cái sự sẵn sàng chia sẻ, một cái sự góp ý rất là nhiệt tình. Và mình thật sự cảm ơn Huyền Trang rất là nhiều vì đã đồng ý cho mình chia sẻ những cái câu chuyện này. Và cái chia sẻ đó theo kế hoạch là mình sẽ live stream vào tối nay lúc 9 giờ. Thì mình muốn chia sẻ với các bạn là đối với một cái cửa hàng hoa thì cái vị trí nào là quan trọng nhất? Có phải là cái vị trí bán hàng như là Huyền Trang đang gặp phải không? Bạn cho rằng là cái việc mà một nhân viên bán hàng người ta nghĩ là một cái điều rất là khủng khiếp, tại vì đây là một cái nhân viên cực kỳ quan trọng. Thì tối nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là trong một cái cửa hàng hoa thì cái vị trí nào là cái vị trí quan trọng nhất? Đúng không ạ? Cái vị trí nào là vị trí quan trọng nhất? Thì nghe những cái chia sẻ này để mình hình dung ra là cái cách các bạn tổ chức cái cửa hàng của bạn như thế nào, các bạn cần bộ phận nào, các bạn phải tập trung vào cái bộ phận nào để các bạn thực hiện để vận hành cái cửa hàng mình tốt nhất nha. Vậy thì mình hẹn các bạn ở cái video lúc ở cái chương trình live stream lúc 9 giờ tối nay. Đó, mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái nội dung là trong cái cửa hàng thì cái vị trí nào là quan trọng nhất, để các bạn hiểu hơn về đội ngũ của mình, các bạn hiểu hơn về cái cách tổ chức ha. Vậy thì mình chào các bạn. Hiện giờ là các bạn ở các cái học viên của mình đang chuẩn bị hoa và chuẩn bị chờ thầy tới để thực hành nè. Hôm nay các bạn sẽ thực hành cái giỏ hoa một mặt. Đây là mọi người, giới thiệu mọi người, đây là chị Thủy, một người lớn tuổi nhưng mà lại rất yêu hoa, và chị học rất rất là tốt luôn. Có rất nhiều người hỏi mình rằng là: chị ơi, em không có khiếu thì có học được cắm hoa hay không, rồi chị lớn tuổi có học được cắm hoa hay không. Tất cả minh chứng trong cái lớp của mình hết, các bạn phải đến tham gia để các bạn coi thử là với cái chương trình của mình thì mình huấn luyện ra sao, các học viên học như thế nào. Dạ rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi, hẹn mọi người ở cái video lần sau nhé. Chào mọi người nha.